vụ thi thể khô trên sofa, điện thoại bị tháo sim, ô tô cũng biến mất. Theo lãnh đạo địa phương, quá trình điều tra vụ thi thể khô nằm trên ghế sofa, lực lượng chức năng phát hiện sim điện thoại bị tháo và xe ô tô của nạn nhân ở bãi đổ cũng không thấy. Liên quan đến vụ phát hiện thi thể cô gái trên ghế sofa trong căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội, lãnh đạo công an Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết đơn vị này vẫn đang phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận Nam Từ Liêm và các đơn vị nghiệp vụ liên quan làm rõ nguyên nhân. Khu chung cư phát hiện sự việc vụ thi thể khô trên sofa, điện thoại bị tháo sim. Ô tô cũng biến mất, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ cho biết, nạn nhân còn trẻ, quê ở Đồng Nai, mua căn hộ cách đây khoảng 2 năm. Khoảng tháng 9 năm 2022, ban quản lý tòa nhà không thấy trả tiền dịch vụ nên đã cắt điện và nước sinh hoạt đối với căn hộ này. Trước đó, người thân nạn nhân đã thông báo mất tích và công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với công an Hà Nội tìm kiếm vì nghi ngờ mất tích tại đây. Thi thể nạn nhân được phát hiện đã khô trên ghế sofa ngày 26 tháng 4 vừa qua. Lực lượng chức năng phối hợp với ban quản lý khu đô thị trên địa bàn Tây Mỗ phát hiện cô gái đã tử vong trên ghế sofa trong căn hộ chung cư. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ, đại diện tổ dân phố vào ký biên bản hiện trường có kể lại rằng thi thể nạn nhân đã khô, nằm trên ghế sofa. Đáng chú ý, sim điện thoại của nạn nhân đã bị tháo ra và ô tô của nạn nhân cũng bị mất, không có trong khu vực đổ xe. Công an đang điều tra vụ việc và xác minh nạn nhân có ở với ai trong căn hộ không. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định cô gái tử vong trong khoảng tháng 9 năm 2022.